Muốn là căng. Đấy 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 đấy, hàng đấy, hàng đâu đấy đấy. Ui giời, chạm 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 chạm. Ui giời, chạm nhỉ, đấu này chỉ có lên này. Cần cái cần này quá, cái nhóc bỏng quá này luôn. Thôi cho rõ nó an tâm. Úi xa, trắng nhỉ. Úi chấm cá thiên nhiên anh em à. Đóng mất mất gỡ luôn. Đấy, quá là đẹp. Gỡ đã phải khéo lưỡi màu tay nhá. Đấy. Nữa là đâu nữa? Nó tuột, nó tuột. Thôi.
chấm thiên nhiên quá là ngon luôn các bác ạ. Wow, anh em thấy đẹp chưa? Hàng đẹp luôn, cá chấm thiên nhiên con mất mua. Rồi cho dọn đây. Kéo khá khá tuột mất. Quá. Ôi, con đầu tiên. Đây thả. Đâu? Thả con này. Con này cho đỡ động. Đó. Con đầu tiên quá. Quá ngon luôn. Đấy. Đẹp. Đây, để anh cắm cho cái cây lên cắm. Bục quá này cắm nuôi trên bờ để đỡ mất. Đấy, cắm thẳng vào. Để trôi. Tuyệt vời. Đấy. Mút đấy anh em ạ, hào hơi bầm bầm này, ủa đấy đấy, các bác nhìn chưa, hào bầm bầm đấy đấy, này chắc cá nhỏ, nhỏ gặp nữa nục cũng lên bờ hết, nhỏ ai đồ phi các bác, ui gầy nhom, ui gầy nhom, ui sao, à anh em nhìn nhá. Đã bảo rồi, nhỏ gặp lũ lụt cũng lên bờ hết mà này. Tiếc là rô phi nó hơi gầy quá. Wow, mà sao. Gầy thì gầy, có hàng nó ok rồi. Cứ có hàng nó ok rồi. Đó. Có hàng là ok. Anh em thấy chưa? Cá hiện tầm tầm rít phân. Quảng ai. Quá là đã rồi. Đâu? No. Mua mỗi chai nước thôi. Mua thì tiệm anh mua thì đi sang thì mua cho phải sống đi. Ui sao ủ phi à, phi to à, mãi khả năng sâu nó đóng con hơi bị chất lượng luôn. Cái chất lượng đấy các bạn ạ. Wow. Bụng là mồi phình rồi đó. Con này không to lắm đâu, bụng nó ăn nó phình. Ai nhầm chất lượng nha. Sợ im chúng tôi làm gì. Không mãi được con rô phi. À, không mãi được con rô phi các bạn ạ. Phê đấy. Tít nòi. Phê. Wow, chuồng. Mấy con rùa còn.
Ấy họ hồ rô phi mọc giữa người à, trắng đúng rồi, lấy mất cái để điện thoại rồi thật. Ui nước nước cẩn thận này, rô phi cấu mỗi một tí vào mình rồi. Dã man chưa, cho rõ anh em nhé. Đóng ngay. Úi giời. Rô phi, úi giời. Đóng rô phi đáp luôn. À, anh em mình rô phi xanh na. Wow. Đóng con này nó bé mà nó quậy quả căng thật đấy, đúng là. Đóng vào mình nó khỏe. Đấy, hết sọt. Khỏe quá. Được thêm em nữa cho rõ bác nhá. Úi, cầu rô phi tươi sướng. Đã quá. Tầm cỡ như thế này là ok anh em ạ. Cá này thấy gọi em sướng. Lắng lên rồi. Ủa. Này ngon đấy. Úi sao, rô phi à? Con này gớm, nó kéo gớm nhỉ? Thì con mà nó nick số co đấy. Dã màn. Thì nhỏ nhỏ mà nó gớm. Trước khi dậy nó cắm mình mấy phát tay, bực hết con chó này. Ha ha. Rô phi. Thiên nhiên. Hút tiếp không? Một chuyến lại trải nghiệm đấy, bấm đấy đấy bút đấy. Ấy. Chu. Mất chạy. Chu.
Ui kìa, cẳng thế. Ui phí thế. Ui tống vào đâu vậy trời. Chán thế nhỉ. Này sao tuột được nhỉ mẹ. Ui quấy phát mất phí thế còn chùi. Béo nhỉ. Không nhỉ. Ngon luôn. Ôi chưa nắng này về thôi anh em ơi. Thành quả ngày hôm nay của hai anh em này quá là chất luôn đấy nhỉ. Không phải tặng vừa đâu. Đó. Đa phần trophy được một chú chấm con chuối tay mất. Ui. À chấm vẫn sống. Rồi. Con nào cũng sống. Con nào cũng sống. Hay dần lục phê chưa? Nay thằng này nó câu run được một vít. Vậy đó các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo. Đó. Thank you. Các bác nhìn chưa? Phong cảnh chung là câu thiên nhiên này là quá đã đời luôn. Nó thuận lắng quá. Chưa rồi. Về thôi.